An Giang luôn hả? Đồng Hương rồi nè, An Giang luôn. Trời ơi, bữa nay thấy bà con An Giang mình quá trời nhiều luôn rồi. Hôm nay là bà con An Giang mình là hỗ trợ tiếp dữ lắm luôn á. Đặc biệt nhất là bà, con thấy là phải có cái lỗ này nha. Dạ, nó giống là cái khớp bà bốn chú luôn nè, dằn xuống nè. Nè, mình coi lại cái nữa nè. Đó, trời ơi, bốn chú luôn. Vậy là mình hấp, mình chiên, mình mới kho nữa, là cuối cùng là món gì? Chả lẩu kho. Mô Di Đà Phật nha, cho con xin quay qua mộ ông một chút xíu để cho bà con gần xa. Ủa chưa ăn cái nào sao nó ngon? Trời ơi, nó đã có tiếng rồi, năm ngoái có tiếng rồi. À, năm ngoái là biết ngon rồi phải không? Đúng vậy. Năm nay lại tiếp tục. Tầm quá. Rồi bây giờ hỏi mấy em gái nè, ngon em gái? Ngon. Ngon. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đã về tới Kiên Giang để tham gia vào lễ giỗ của ông Nguyễn Trung Trực năm 2023. Đây là cái quang cảnh khu vực đi qua bên đền thờ của ông. Phía bên tay phải đây là khu vực tàu súp bê rong nha. Hiện tại thì những cái con đường dẫn vào đẹp cũng quá lớn rồi. Hiện tại thì những con đường dẫn vào đền thờ ông Nguyễn Trung Trực đã hầu như là đã chặt kín hết trơn rồi. Thôi bây giờ mình sẽ không đợi lâu nữa, mình sẽ hòa nhập vào cái không khí của ngày lễ giỗ của ông Nguyễn Trung Trực nha. Ở đây thì mình thấy có rất là đông bà con đã đến để dự lễ nè. Không biết là bà con này đến từ đâu nha. Đó. Hôm nay thì ba anh em mình vẫn còn đồng hành nha. Mới đi Cà Mau về. Và đặc biệt thì trong cái lễ hầu như là những cái lễ ở miền Tây á thì những cái đồ ăn uống hầu như là hoàn toàn miễn phí. Đó là một cái đặc điểm mà của bà con ở miền Tây khi mà có những cái lễ hội nha. Bên trong rất là đông bà con. Mình nghĩ là đi lễ rồi xong cái ra đây nghỉ mát nè. Nó quá đông luôn. Dưới mình ở dưới đâu? Đồng Tháp, Đồng Khám, Giang. Con cũng xứ mình đó, con ở An Giang. Giang mày ơi, mày cát tỉnh mày ơi. Rồi, giờ này là mình vô cúng vậy hả mấy con? Dạ, cúng rồi đấy hả? Dạ. Ra đây là chuẩn bị về hả? Dạ. Là quê mình ở đâu? Quê ở Đồng Tháp. À, Đồng Tháp nha. Dạ, Hồng Ngự. Đồng Tháp mà Hồng Ngự nha. Dạ, dạ. Rồi, chào bà con ở Hồng Ngự nha. Mấy cô tới đây đứng bữa nay nữa mấy ngày rồi? Mới đi sáng giờ. Mới đi sáng giờ hả? Không, không ở lại tới chấm lễ sao? Dạ, công chuyện đi cúng chưa được hả? À, chỉ là vô cúng ông rồi ha. Ông giàu ra đây vậy. Dạ. Chú quay mày kìa, ai quay nhỏ đó kìa. Dạ, dạ. Chú tay lại mấy chú ở đâu á? Chú quay bên vậy. Tụi con ở An Giang, Long Xuyên. Dạ, ở An Giang, Long Xuyên. Bước chân miền Tây nó quay kìa. Bà con Đồng Hương miền Tây mình không ạ? Dạ. Rồi, cảm ơn mấy cô. Rồi, cảm ơn mấy cô nha. Dạ. Quay quay em với cháu luôn đi. Rồi, quay bà con mình luôn. Rồi, con hát lo luôn. Đây là quý cô bác ở... Quá vui luôn rồi. Dạ, em Cao Tùng Vlog. Dạ. Dạ, dạ. Quá vui luôn rồi. Dạ, dạ, con tạm biệt nha. Dạ. Quá trời đông luôn rồi. Giờ này là gần 12 giờ trưa rồi đó. Giờ này nắng quá nắng luôn rồi. Mấy cô chú ra đây để ngồi nghỉ mát á. Có bà con thì mới đến, có nhiều bà con thì chuẩn bị đi về. Dạ. Con chào cô chú ạ. Chào cô chú. Dạ. Chào.
Rồi chào cô. Ở đây thì có mấy cái bóng cây mát á, nên là mấy cô thường là ra đây để nghỉ mát. Mát này khá là đông luôn. Và một điều đặc biệt, con Tùng Vlog nhắc nhở cho cô chú anh chị và các bạn gần xa, khi mà đến với những cái lễ hội thì những cái nữ trang của mình thì tuyệt đối là không nên đeo nha. Tại vì ở đâu cũng vậy, nếu mà đến những cái điểm đông quá thì rất là dễ xảy ra những cái vụ việc đáng tiếc như giật đồ đó. Thì cô chú anh chị khi mà đến với bất kỳ cái lễ hội nào thì cũng nên không nên đeo nữ trang. Đó là một cái lời khuyên của con Tùng Vlog nha. Đặc biệt là khi mà đến với những cái lễ hội và ở miền Tây thì cô chú anh chị là các bạn được hòa nhịp vào cái không khí và ăn uống thì phải nói là hoàn toàn miễn phí. Chỉ đến đây và đến nơi thôi. Tốn chi phí đến nơi thôi thì đồ ăn thức uống ở đây thì hầu như là miễn phí 100% mình. Rất là vui. Dạ, chào chú. Chào coi con chú Hoài ạ. Dạ. Coi ạ. Bữa nào không coi nha bữa chú. Nay, bữa nay mới gặp nè. Dạ dạ. Rồi khán giả của con Tùng Vlog luôn. Ngày ngày này à. Là mình tới đây được mấy bữa rồi chú? Bữa tới sáng à. Bữa tới sáng hả? À, đêm nay chú còn ở đây không? Không. Dạ. Đêm nay là chiều nay đi về hả? Ở bên Mỹ Luân rồi đó. Dạ, Mỹ Luân chợ mới. Ừ. Dạ dạ dạ, đồng hương của cao tổng Vlog luôn. Dạ dạ dạ. Chú đi vô cúng chưa? Cúng rồi. Dạ dạ. Treo tủ quần áo, treo nhà tắm, nhà cầu, treo như là đang rảy nước nè chú anh chị. Bữa nay là rảy món gì hả cô? Nước cam, trà bạch cam, trà đào, trà tắc. Cam, trà đào, trà tắc ha. Ủa là bữa nay là mình đã được mấy ngày rồi chị? Mới bữa nay cơ thôi, chị đã được 3 ngày nghỉ. Ờ, ngày đầu tiên ha. Vậy là mình đãi 7/28, 3 ngày chánh. Cho dạ. Đi nước cam. Nó quá vui luôn rồi. Giờ này thì phải nói là quá đông rồi. Bởi vì hôm nay là ngày bước vào chánh lễ rồi, nên hầu như là những cái điểm mà để nước uống và thức ăn thì rất là đông. Hồi sáng đã như kia nó đuổi. Hồi sáng đã như cái đầu đuổi nó chạy tới hồn luôn. Mình đãi nước uống không mà mình có đãi đồ ăn gì không? Không, đãi nước uống rồi. Dạ, vậy là mình tập trung nước uống nha. Ừ, con năm nào nước uống hồi sáng mới món rồi. Là cái đầu mình đến từ đâu ha chị? Hả? Đầu mình đến từ đâu? Con ở đây. À, quê Kiên Giang luôn ha, mấy con quê Kiên Giang. Dạ dạ. Đây mình cho mặn phép quay mấy cái nước uống nha cô. Dạ dạ, đây nó quá ngon rồi. Dạ, em Cao Tùng Vlog quá chị. Dạ dạ dạ. 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 Quá vui luôn rồi. Rồi cho đá đi. Lấy cái ca nha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái ly nước này không? Quá trời khát nước rồi. Trời ơi, quá ngon của chú anh chị ơi. Cảm ơn nha. Đừng nói là đãi miễn phí là không ngon nha. Rất là ngon. Dạ, rất là ngon luôn. Đợi lại nha. Quá phê rồi. Dạ được rồi. Mở đây, mở đây. Dạ, chị đó là chuẩn đoàn đó hả? Dạ, dạ, dạ. Mở khẩu trang ra. Chị định để 3 ngày. Ở trong đây là... cái trái này là cái gì hả anh chị? Trái chia. Trái chia hả chú? Trái kỹ tử á. Dạ, trái kỹ tử hả chú? À, có đi ngang cho mẹ thì nhớ ghé ủng hộ nha. Dạ, dạ. Đây, mình ghé ủng hộ luôn, một ly nước cao. Tấm lòng chiến sĩ. Rồi con tạm biệt gia đình nha. Đây đây đây, đi quay cái nữa. Quá ngon rồi. Đi view lên đi. Cái quá đêm luôn. Đi view lên nha. Đó. Quá đêm. Mong là mình rất là nhiệt tình luôn. Mong là ai uống cũng được khỏe mạnh ha, đặng năm nào cũng đi cũng để cho đặc biệt là được ông Nguyễn phù hộ. Đúng rồi. Dạ. Nhiều sức khỏe. Không, nhưng mà chúc cho em kênh của em càng ngày càng phát triển nha. Dạ. Rồi em cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi tạm biệt gia đình mình nha.
tạm biệt nghe chị. Ngoài mấy cái điểm bán thức ăn nước uống thì cũng có mấy cô chú bán đồ ăn ở đây rất là nhiều nha. Nãy giờ mới đi vòng vòng phía ngoài không à. Ở bên phía tay phải đó là cái khu vực bến cảng nha. Tàu chạy đi những cái đảo á. Quá trời nắng rồi. Giờ này là cái tàu Vlog đến đây thì cũng trễ á, cho mình đi Cà Mau về giờ này khoảng tầm 11 giờ trưa rồi, quá trời nắng luôn rồi. Ở đây thì hình như là không có cho xe lớn đi vào á, chỉ có những cái xe nhỏ, nhưng mà hình như là chở đồ vô thôi, còn những cái điểm đi vào thì phải lội bộ vào của chú chị vì sợ phía trong kẹt xe á. Tài sản xảy ra trong lễ hội kỷ niệm 125 năm ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, để đề phòng trộm cắp cướp giật tài sản xảy ra từ người dân tham gia lễ hội đền Nguyễn Trung Trực, công an thành phố đặt giá sân bóng để quý bà con người dân một số người dân như bà con hạn chế đeo khẩu trang đeo kính hoặc những cái là đi đến đâu thì cũng nước uống với đồ ăn là miễn phí luôn cô chú chị. Đông người chen lấn, cái này là mình đồ mình đến từ đâu em chạy ví tiền khi phát hiện đối tượng trộm cắp người thì ở dưới quê, còn nhà người tài trợ thì ở nhà nó đó. Có nghĩa là bà con ở Kiên Giang mình ha. Dạ dạ. Liên hệ đường dây nóng 02973 862. Rồi em cảm ơn nha. Dạ chúc gia đình mình nhiều sức khỏe. Dạ dạ. Phòng ngừa trộm cắp cướp giật tài sản xảy ra trong lễ hội kỷ niệm 125 năm. Quá đông luôn kìa cô chú anh chị ơi. Dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Lúc nào thì ở trên lo cũng bắt những cái thông báo là cô chú anh chị mà có đi đến cái khu vực lễ á, thì nên cẩn thận những cái đồ vật tư trang của mình nha. Xong chưa? Rồi chào luôn. Dạ. Hầu như là những cái tuyến đường dẫn vào trong phủ thờ của ông thì đều đã chặt cứng nha. Mặc dù là giờ này thời tiết rất là nóng luôn. Đây có mấy cô bán cá đâu rồi, cá biển quá trời cá biển luôn rồi. Ở phía bên sông rồi cũng đông quá đông luôn rồi kìa. Dù thời tiết rất là nóng nhưng mà vẫn rất là đông bà con đến để tham gia vào lễ hội nha. Năm nào cũng vậy, cứ vào 26, 27, 28 thì bà con ở khắp nơi đổ về đây để dự lễ của ông Nguyễn. Quá đông luôn rồi. Giờ này là cũng khá là nắng rồi đó. Tại vì giờ này là 12 giờ trưa rồi. Trời ơi, trên cầu nó đông quá đông luôn kìa nè. Đông lắm. Hôm nay mọi nẻo đường đi vô đình của cụ Nguyễn là chặt cứng người ta hết. Đây mấy cô cúng xong ra một kẹp rồi. Ở đây có ông ngủ không luôn kìa. Quá đông luôn rồi kìa. Ôi ơi, đông quá đông luôn quý chị ơi. Mong ha. Quá khứ đông luôn rồi. Nếu mà chiều nay khoảng tầm 6 giờ chiều mình nghĩ là còn đông nữa. Ý là giờ này hết kìa. Hết kìa đông. Quá đông rồi. Có chú hết quá dễ thương. Tại vì giờ này mà bạn cái áo này vậy cái nực cái lắm rồi đó. Ướt mình mấy hết trơn rồi đó. Quá đông luôn rồi. Bên kia thì có mấy cái điểm bán đồ rất là nhiều luôn á. Đây khu vực đình ở phía bên đây. Giờ mình sẽ lên trên cầu nha, quay hoàn cảnh chút xíu. Đây
ta sẽ cùng nhau đi lên cây cầu. Quá đông luôn rồi. Có mấy chị mặc mấy cái bộ áo dài rất là đẹp luôn. Mặc dù thời tiết bây giờ đang đứng bóng 12 giờ trưa nhưng mà ở đây như là có chú đang đội xôi đi cúng á cô chú chị. Chú ơi, bông nữa kìa, cái bông cúng bông á. Đây có mấy cô bán chim á, thả bông xanh. Mà xin lỗi, xin lỗi. Quá đông luôn rồi. Bên đây là hội chợ thương mại nha. Khu hội chợ đông quá đông luôn rồi. Hầu như là tuy là rất là nắng nhưng mà vẫn rất là đông bà con đến để tham gia vào lễ hội á. Quá đông luôn rồi. Thôi bây giờ mình sẽ trở lại khu vực bên đền thờ nha. Chứ giờ này là rồi vô 100% luôn, vô. Thank you.
đây, bên đây thì đang hình như là đang múa lăng á, quá đông luôn rồi. Thank you.
cúng á. Xíu để cho bà con gần xa được biết á. Ông anh Hùng Nguyễn Dương Trực thì sinh năm 1838 và mất năm 1868 nha. Xung quanh mộ ông thì bà con ngồi ở đây nghỉ mát rất là nhiều nè, rất là đông luôn. Cúng chưa cô? Cô cúng chưa? Rồi, cúng xong rồi. Cúng xong rồi ha. Mình gia đình mình đến từ đâu hết cô? Ở từ Đồng Tháp chú ơi. Dạ Đồng Tháp ha. Là năm nào mình cũng đi hay là năm nào cũng đi hết, năm nào cũng đi ông. Năm nào cũng đi ha. Dạ, năm nào cũng đi ông thằng này chứ. Dạ. Cầu cho gia đình mình được mạnh giỏi với làm ăn được hết cô. Dạ. Dạ. Là mình định là đến đây mấy ngày hết cô? Giờ đây tới chưa về rồi. Là đi trong ngày về luôn. Dạ. Dạ. Rồi cũng chúc cho cô được và gia đình được nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Cũng luôn thuận lợi cho công việc. Dạ dạ. Cảm ơn chú nha. Khu phía này là cái khu mà bà con người ta đem mua hoa lại á, thì có những cái dĩa để mà trưng bày cúng á cô chú chị. Giờ mình sẽ vào bên trong nha. Thank you.
Bạn ngừng cái đi, bạn ngừng lên tiếp cái ạ. Trong khu vực chánh điện thì ở đây cũng có mấy cô đang phát hương nha. Mấy cô ở gần đây luôn hả cô? Ở là sỏi. Là sỏi, cái sỏi mình lên đây mình cầu hương cho các cô ha. Dạ quá quý, quá quý. Nhiều nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Ok, ở đây nữa, ok. Thank you.
bây giờ mình ra khu vực phía ngoài nè. Hiện tại thì ở đây đang trang trí cái đi chơi hả cô? Dạ. Dạ. Đậu canh dạ. Trời ơi, quá trời luôn rồi. Mình mấy cô kìa, mấy cô kìa, quá trời luôn rồi. Thôi mà. Dạ. Được mà thấy vui không hết cô? Mà, cô. Dạ, vui ha. Không, thấy cô rồi à. Dạ. Nói chung bà con từ khắp nơi đổ về đây để người tiếp được cái phần nào đó cái giúp cho cái lễ thành công tốt đẹp là nhờ mấy cô ở đây đó. Còn như vậy là mình ép ra như vậy là mình nhồi lại một lần nữa hả cô? Dạ. Dạ. Cái này là mình nhồi mấy lần là mình mới ra được cái sợi bánh đậm. Là mình nhồi ở đây mấy lần cô? Một lần à. Dạ rồi lại mới ép cái nữa. Lại đang ép nấu con á. Cũng như mình ở đây mình công quả tới khi dứt lễ thôi. Dứt lễ thôi. Quá quý luôn rồi. Quá quý mấy cái tấm lòng cao quý của mấy cô mấy chú tới đây. Đến đây là mấy ngày rồi? Thì ở đây chắc chú rồi, chú là tới đây mấy ngày rồi? Thì cái làm cơm chú qua xuống trước 4-5 ngày rồi. Dạ. Này thì xuống trước, còn tôi xuống đẩy cơm mình đó đó. Dạ. Ngày giờ đẩy. Có nhiều cô chú thì đi trước lễ là mấy ngày luôn á để hỗ trợ đúng, làm đúng cái này kia tiếp. Đúng rồi.
thì những cái phần bột đang làm nè. Dạ. Ở đây nhiều người chú ơi, ít người cũng làm có. Tại vì nhiều công đoạn hết chú. Dạ dạ. Người tay chân. Chứ ít người làm cũng không làm gì hết chị. Cái này là mình xay bột xong rồi mình qua bên đây mình nhào. Nè ép nè, ép dạ. Cho nó nhuyễn cho nó có nhựa. Qua bên đó đó. Dạ là qua bên đây nấu. Lấy chung luôn. Đoạn khi mình lấy chùng nhồi bột khi mình lấy chùng à, bên đây là nhồi bột lấy chùng rồi, và xong cái bên kia đó là ép rồi à, mấy thành phẩm ha. Đúng rồi. Dạ dạ. Để mình nói về gõ quy trình cho bà con cô bác xem á. Dạ dạ. Còn cái công đoạn đầu tiên là phải rang nếp hả chú? Dạ ông nấu cháo. Ờ bên đây là nấu cháo chứ không phải là làm bánh canh ha. Cô bên đây là nạo chùa nha. Đó, chào chị nha. Dạ. Nạo sáng giờ là bao nhiêu trái rồi? Nói chung là hầu như mười mấy bao thì có. Mười mấy bao dừa, vậy là cả ngàn trái dừa hả cô? Dạ. Không biết bao nhiêu trái dừa bà nói nha. Dạ dạ. Quá nhiều rồi. Đây, bên đây là cái công đoạn mà cuối cùng phải nói là đang chờ đợi nhất của bà con, đó là cái phần thành phẩm nha. Tôi không quay cái ngàn cô. Cái này là quất đâu cho chú? Quất, chính là quất. Quất vậy là chưa quất được phải không? Chính là quất. Cái này nó 99% rồi đó. Cô, cái này là gần quất ha, mà chưa quất được ha. Dạ. Phải nhờ nhiều người hỗ trợ mới có thể là ra được một cái thành phẩm là bánh canh, phải nói là rất là ngon. Chứ là mình cũng sẽ thử ra để thưởng thức một cái tô bánh canh như thế nào nha, rồi chia sẻ cho cô chú anh chị xem luôn.
Rồi con cảm ơn cô chú anh nhiều nha. Chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Đây là đang nấu món gì hả chú? Nem gạo. Rồi, nem gạo hả? Dạ. Rồi, cái nồi quá trời bự luôn. Cái này là bao nhiêu ký gạo chú? Một chục bao gạo là 50 kg. Trời ơi, nhiều quá vậy. Mình tháng hết 50 kg rồi. 7 bao. 7 bao. Giờ ngâm thêm 3 bao nữa là 10 bao. 500 kg. Rồi mấy cô đây đang làm món gì ta? Nhìn ngon quá. Món gì anh trai? Cá lóc kho. Cá lóc kho hả? Rồi để hỏi ngoại chính xác nè, ngoại nói mới chính xác nè. Món này là món gì ngoại? Cá lóc kho thiệt luôn hả? Nè, thương cá lóc nè, thương cá nè. Dạ. Nè, thương cá nè. Trai đó nhưng mà làm cá lóc kho đó. Rồi giúp mặt luôn con chú chị ơi. Đó, đi ra cái khứa cá lóc luôn nè. Đúng rồi. Đây mình quay cho con chú chị xem nè. Một cái sảnh luôn nè. Làm cá lóc kho đó. Cá lóc kho thụ. Cái này cá lóc không tâm tạng. Cá lóc không tâm tạng hả ngoại? Cá lóc khô khô. Cá lóc chai. Chai mà bởi vậy. Bởi cái này nè. Dạ. Đây. Cái này là mấy ngoại ở quê ở Kiên Giang luôn hả chị? Hay là có bà con ở Giang, Đồng Tháp, Lao Dung. Trời ơi, là mấy ngoại có người là ở Đồng Tháp, Lao Dung luôn. Ở Kiên Giang nè. Dạ, rồi cô này ở Kiên Giang. Ờ, vậy là Đồng Hương luôn rồi. Ở Lao Dung. Dạ. Là năm nào mình cũng đi dự lễ chơi hay sao ngoại? Không có. Mấy cô mấy chị bên kia luôn. Cái gì cũng cực lắm á cô chú anh chị ơi. Đây là mình vô khuôn hay sao ngoại? Vô khuôn. Dạ dạ. Cái này không phải chuyện rồi lại. Vô cái khuôn. Đặc biệt nhất là mà con thấy là phải có cái lỗ này nha. Dạ. Nó giống là cái khúc cá lóc. Rồi có khi nào mình làm nguyên con luôn không? Cá lóc là phải nguyên con hả ngoại? Cá lóc nguyên mình nướng chui đó, cá lóc nguyên chán đó. Dạ. Đó cá lóc mắm á, kiểu như làm nguyên con á. Gân dùm cái sàn này lên cái này. Là cái này là mình. Trời ơi, sự cố gặp sự cố rồi. Cái này là mình làm hấp hay là sao hả ngoại? Dạ. Rồi chiên. Vậy là mình làm nhiều món lắm. Rồi chiên lại rồi mới kho. Ồ. Vậy là mình hấp, rồi mình chiên, rồi mình mới kho nữa. Là cuối cùng là món gì? Cá lóc kho. Là cuối cùng là món cá lóc kho. Kho tiêu, kho tiêu. Dạ, cá lóc kho tiêu. Rồi cảm ơn mấy ngoại nha, mấy dì luôn nha. Chúc mấy ngoại với mấy dì nhiều sức khỏe nha. Trời ơi, quay mấy dì bên đây nè. Nồi bột. Em nhờ nha anh ơi. Dạ, con quay ở An Giang. Sao gặp An Giang quay mình nha. An Giang luôn hả cô? Chợ mới vừa qua. Sao gặp bé Quỳnh lại quay quay mình. Dạ, chợ mới hả? Chợ mới vừa qua. Dạ, con thì ở Châu Thành. Châu Thành An Giang. Dạ, dạ. Đồng Hương. Dạ. Rồi, hôm nay đi gặp Đồng Hương mới tiện thôi. Còn có cô nào ở An Giang nữa không? Không. An Giang luôn hả? Chợ mới. Trời ơi, vậy là gặp Đồng Hương nữa rồi. Vậy là quay thêm nửa tiếng nữa. Mình dự định là đi bao nhiêu ngày mới về ha chị? Tới mới em. Tới mới 28 gì vậy? Dạ ha, hết lễ vậy là 28 hết lễ luôn rồi. Đúng rồi. Dạ. Trời ơi, công nhận nha. Bà con ở quê An Giang mình nhiều quá luôn, mình sớm giờ là con gặp nhiều bà con ở An Giang lắm luôn á. Dạ. Dạ. Bằng đây hồi lên đánh cho bánh mì. Bánh mì hả? Đồng Tháp mình cho bánh mì bún mì. Dạ, Đồng Tháp bà con Đồng Tháp cho bánh mì nè. Dạ dạ dạ. Cho mì lại. Rồi con cảm ơn mấy dì mấy cô nha. Chúc mấy dì mấy cô nhiều sức khỏe nha. Mai mốt về lễ 18 năm gặp nữa. Tháng 1 là thành ngày thầy mình. Dạ. Tháng 1 là năm cái mình. Tháng 1 là
tôi nhận phải không anh chị? Móng chân. Móng chân hả? Sáng giờ làm được mấy nồi hả chú? Mười mấy nồi. Trời ơi, dữ vậy hả? Trời ơi, cái nồi bánh canh ra lò quá ngon rồi. Cái này là chín chưa? Chín rồi. Vậy là ra ngoài quốc được mà hả? Quốc đó. Trời ơi, quá êm luôn rồi. Đó, như vậy là thành phẩm. Sao đi? Đây bên đây là mấy cô đang làm tàu hũ quá ngon luôn. Mọi con quay luôn nè, quay cho mấy con là hết luôn. Dạ. Trời ơi, đẹp gái vậy mà chịu lên TV. Lên YouTube là thành người nổi tiếng đó chúng ta. Đây là bà con mình ở Kiên Giang luôn hả chị? Ở đây mấy người này ở An Giang xuống có đây Kiên Giang. An Giang. Ủa An Giang hả? Đồng Hương luôn nè. Em cũng ở An Giang nè. Rồi đi. Trời ơi. Anh bạn của mình cùng quê sát nhà luôn cô chú anh chị ơi. Đúng không chưa? Mới xuống nãy giờ nè. Hả? Mới xuống nãy giờ. Ở bên đó xa gần gần đó đây gần đây. Trời ơi. Bây giờ là phải ra đây quay mấy cô mấy chị ngoài đây nha. Đó. Hả? Muốn có chén dĩa để ăn là phải nhờ tới mấy cô đó. Đó. Mấy cô cực khổ ghê không? Xin chào mấy chị nha. Trời ơi. Quá dễ thương. Bởi vậy một người một câu làm nó kịp chứ mà là dễ gì. Cái này là mấy cô lau chén lau đũa nè. Thôi mấy gì mấy cô cũng được hết luôn. Quay anh này đẹp trai không rồi hả? Trời ơi, cái này là câu gì, câu gì? Bên cô ơi, rửa chén tiếp một tay nè. Rửa chén tiếp nha. Dạ con Cao Tùng 15. Nhớ tối nay về coi nha. Tối nay có chưa? Dạ có. Quay đi. Về coi mà like cái nữa luôn. Dạ, nhớ like cho con nha. Like đi, quay đi. Dạ dạ. Cô là đũa. Quá trời hầm luôn, con máy trong đây hầm, con mới vô xíu mà ướt mình hết trơn á. Dạ. Tôi trong đây rất là cực khổ luôn á. Có nhắn nhủ gì với bà xã không? Chưa lập gia đình. Chưa hả? Rồi có con gái nào mà chưa có chồng thì liên hệ nha. Con này còn con gái thì con ông. Ồ. Như vậy là mình đang ép cái món mắm ruột hả? Đây đi bán thẳng ngang đây bán nè. Dạ. 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 Tính ra bên cái khâu này em nha, vừa lọc mà vừa mặt nghiêm luôn. Quá dữ. Thế vậy á, mấy chú này là cái tướng là như lực sĩ rồi, bây giờ luôn nha. Bấm dữ lắm luôn á. Vừa làm công quả mà vừa tập game luôn, thành ra tướng ai cũng cứng thừ hết trơn à, tướng rồi. Rồi con sấy thử cái ơi chú. Dằn luôn. Cái nào chưa sấy đâu con sấy cái này không? Sấy đi, sấy rồi nói làm sao. Con về chú Vĩnh nha. Ừ. Rồi. Hết nổi rồi. Nhanh dữ rồi ta. Trời ơi, vậy là cây này đâu, cái vòng đó là mười mấy ký á.
quá nặng luôn à. Ép ép hoài ép dạ. Đậu nén xuống nước mới khô mới dạ. Khô nước mình trộn nó mới ngon. Mình ép vậy rồi tới khi nào mới lấy ra được hả đúng hả? Cái đậu nó khô mình thấy nó khô là cái đậu cứng á. Dạ mình thấy cái đậu nó cứng dạ. Hết sức là công đoạn nha, mỗi người một khâu hết trơn luôn. Cực lắm chứ quay dẫn đâu. Từ bên này nó là bên đó muối đó, dạ, dạ. Muối đó mà tầm giáp cao. Còn phía sau cũng có một công đoạn nữa kìa, nhìn giống như là món gì ta? Chai quá, nhìn giống thịt chai lắm luôn. Rồi cảm ơn mấy chú nha. Dạ, cảm ơn. Rồi qua cái khâu mình làm lên mình quay luôn ha, con cảm ơn xíu luôn. Để mình nhờ, cảm ơn đây là món gì ta? Này ba gọi, ba gọi. Ba gọi tôm hả? Dạ rồi, ba gọi chơi. Nè, người ta làm nè. Hẩm hả con? Ờ, cái này rồi nè, cắt ra nè. Ờ, đi gan luôn nè, thấy không? Cô chú chị nó, có lận nè, nó đi gan, thấy không? Này ba chỉ, bốn dạ. Chỉ luôn. Nhưng mà đầu tương nghe. Đầu tương nghe, nó đặt. Dạ, không phải đầu mặn nha. Quá ngon luôn nè. Mấy cô, mấy chú thì lại đi. Thôi, chim đâu, chờ lại. Thử luôn hả mày? Đây là hành phẩm nè, tôi đúng chị ơi. Dạ dạ. Trời ơi, ngoại quá nhiệt tình luôn, ngoại vô trong bếp là ngoại tặng cho mình một cái miếng thịt ba gọi để mình thưởng thức thử cái cô chú anh chị ơi. Rất là dẻo. Ngon quá. Chiên không tạm. Chiên nè. Quá ngon luôn. Đây là món kho hả chú? Kho luôn không phải rồi, chú con ngoái nha, chú cho đây. Kho. Đây là kho mà. Kho chiên bỏ lại con. Trời quá trớt luôn nè. Đây là bao cay luôn nè. Quá đẹp luôn. Rồi tới một cái phần cũng không kém là hấp dẫn nha. Bên đây là món gì đây? Xin mấy mẹ coi gọi đây nè. Đủ để làm gọi. Bên đây là làm món gì mấy cô? Hả? Coi gọi hả? Coi gọi. Không, cái này là làm gọi đu đủ. À, cái bên đây làm gọi ha. Dạ. Đu đủ làm gọi, đu đủ làm gọi. Tưởng đâu là làm nhân cho bên kia không à? Không, 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 không. Dạ, không phải ha. Không. Làm dưa mắm. Dạ. Ngon quá. Đây chỉ có làm dưa mắm với làm gỏi thôi chứ còn thịt kho thì không có làm cái này gỏi. Rồi hello 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 luôn. Rồi chào mấy người đẹp luôn. Sáng giờ là gọt bao nhiêu trái rồi nhớ không? Hết này luôn hả? Xả thôi à. Không có ông xả hả? Thôi rồi chứ không phải không có. Thôi vậy. Như vậy là cái ông nào mà sắp tới mà này là con em của đại bản xếp em luôn vậy. Đó là chị là chị thì cũng không có cái gì hơn. Rồi có anh trai nào còn độc thân thì liên hệ với chị gái đẹp gái này nha. Rồi. Cái chị sống thời làm buồn không mấy nha. Dạ. Đang ưu tiên kiếm chồng. Rồi chào mấy vị luôn nha. Trời ơi, mấy ngoại kia cũng chảy máu luôn kìa. Chảy máu luôn hả? Ừ nè. Trời ơi, quá trời cực khổ luôn rồi. Công nhận mấy vị nha. Cái này là kêu bằng là công đức vô lượng luôn á. Dạ. Con ở đâu? Dạ con ở quê ở An Giang. Hả? An Giang. An Giang hả? Dạ. Ở đây mà. Dạ, cũng gần ở đây. Cao Tùng Vlog.
trên 100 kg. Trên 100 kg hả? Ồ, quá nhiều luôn rồi. Vì nước thì ngon ngang chứ không phải nó cọc à. Quá nhiều luôn à. Nhận mấy cái khu vực phía sau này quá nhộn nhịp luôn rồi. Cô đây là lựa để làm cái món mà phải nói là cho tụi mình lóc rất thích luôn, đó là món bún xả. Quá êm luôn. Rất là nhộn nhịp luôn nha. Cho bà thông cảm. Cái này là mình làm món gì hả ngoại? Tao muốn ăn bún riêu. À, bún riêu hả? Là chừng nào đãi? Chừng nào đãi con biết con gái con canh coi. Rồi đang đãi luôn ha. Rồi ăn đi lên. Trời ơi. Rau muống đồng này là ăn là hết sách rồi. Rồi con cảm ơn mấy vị nha, chúc mấy vị nhiều sức khỏe nha, chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ. Giờ đồ trong này dọn lại cái sân bãi cho ba tổ chức để dọn bàn ghế để chịu tiếp đó. Cái vị quan khách. Cái món cà nó kìa, cà này để nó bún luôn hả cô, phải không? Dạ, làm bún luôn ha. Dạ, cái món đồng này là rất là ngon luôn nè. Dạ, dạ. Dạ, con quê ở An Giang á. Mấy gì đến từ đâu? Ở An Giang, Châu Đốc. Ở cùng quê luôn hả? Châu Đốc. Con Châu Thành nè. Dạ, trời ơi, cùng quê chứ ngoại luôn. Dạ. Thấy bữa nay đồng hương của quê An Giang mình nhiều quá luôn. Rồi, tạm biệt mấy vị nha, tạm biệt mấy cô nha. Nhà cũng vậy đó. Chưa làm giờ nó có phải. Đây là cái khu nhà bếp nè, phía trong cuối cùng rồi. Giờ mình sẽ ra ngoài khu vực nhà ăn nha. Đây, ở đây là cái món mắm chân. Này là mắm kho hả chú? Dạ. Quá ngon luôn. Hôm nay mình thấy là bà con đãi rất là đa dạng món nha. Bên đây là món gì đây ta? Ồ, bên đây là như là bún riêu cái gì nè. Bên đây là đãi món gì hả em gái? Dạ. Dạ, nay đãi bún nước đi. Bún nước hả? Dạ. Hồi sáng giờ là mình đãi bao nhiêu nồi rồi? Đãi bao nhiêu nồi rồi? Bao nhiêu nồi rồi chú? 120 lít đó, sao có 5 nồi rồi. Một nồi 120 lít mà 5 nồi. Trời ơi. Dạ. Là mình đẩy mấy ngày là mình mới nghỉ. Hoài hết lễ thôi. Dạ, chừng nào hết lễ thì thôi ha. Dạ. Đây cái món nước không ăn được hả? Món này rất là ngon luôn. Vệ sinh đó để ngạt tiêu. Nước đi ăn ra thì nước biết không. Cái này là đồ mình đến từ đâu hả em gái? Dạ, đến từ An Giang rồi. An Giang luôn hả? Đồng hương rồi nè. An Giang luôn. Dạ. Hồi bữa nay thấy bà con An Giang mình quá trời nhiều luôn rồi. Dạ. Hôm nay là bà con An Giang mình là hỗ trợ tiếp dữ lắm luôn á. Rồi cảm ơn em gái nha. Chúc em gái nhiều sức khỏe nha. Đây món bún. Để mình sẽ cập nhật những cái điểm khác nữa xem là có món gì nữa không nha. Quá đông luôn rồi. Ờ, mấy khu vực nhà ăn nè. Chặt cứng hết trơn luôn. Đây bây giờ mình qua đến cái khu vực đổ bánh xèo rồi nè. Đó. Đến được cái khâu khu vực quý cô chú mình công quả đổ bánh xèo để phục vụ bà con trong những ngày lễ Cụ Nguyễn ha. Một cái lò là 10 xây vòng vòng được luôn, xây vòng đúng vòng rồi luôn. Đó, một cái lò bánh xèo là 10 chỉ cần một người ngồi là 10 chảo đó, 10 chảo
ghê không? Thấy mấy cô hay không? Vòng 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 vậy đó. Sáng giờ là đổ được bao nhiêu cái rồi vậy? Biết không? Đổ 200 cái rồi đó. Mấy ngàn cái ha. Mình nên chị là mấy ngàn cái ha. Rồi, à, còn mấy cô kia nè, còn nhiều nữa đó. Quá trời đông luôn rồi. Cái đó là chỉ có mình nên cô thôi, là mấy ngàn cái rồi đó. Dài vô khu vực phía trong nha, vô phía trong để mình tìm hiểu thêm về trong khu vực ở trong này nha. Giờ này hình như là cũng chưa chưa rồi đó, 1 giờ mấy gần 2 giờ. Bà con giờ này cũng ngơi tay chứ buổi sáng là mà đổ rất là nhiều rồi, số lượng rau củ quả kìa còn nhiều lắm luôn quý vị ơi. À, bên này mấy cô còn đổ kìa, bên này mấy cô mình đổ xe. Sao rồi chị? Hết nổi hả? Đuối chưa? Đuối chưa? Chưa đuối hả? Mệt nhưng mà vui phải không? Dạ. Phải nói là một ngày mà mấy cô đổ ra số lượng rất là nhiều. Đang đợi gì hả chị? Thử luôn hả? Đây, mời quý cô chú anh chị và các bạn mình thưởng thức bánh xèo da nha. Cái này bánh xèo da, không có nhân, bánh xèo da. Bánh xèo da luôn hả? Bánh xèo da nhưng mà cái bột ở đây là phải nói là già mới chắc ngon lắm nha. Bánh xèo da mới chịu hả? Trời, cái này giòn nè anh đó. Trời ơi, nằm ăn nè. Mở cái mỏ ăn kìa. Trời ơi, bánh xèo da nha mọi người, đó giòn rụm. Giòn rụm luôn hả? Trời ơi, quá ngon luôn rồi. Xay luôn đó. Quá ngon luôn rồi. Đây qua hậu đổ bánh xèo nha mọi người. Quá hậu luôn hả? Qua hậu đổ bánh xèo luôn hả? Đổ bánh xèo của chạy số 4 dạ. Quá êm luôn, quá êm luôn. Vậy là bữa nay. Bữa nay là năm mà hên, rất là hên đó khi được cái qua hậu đổ bánh xèo nha. Nè. Béo lắm mình thử coi. Anh ơi, bên này cũng có. Rồi rồi, đi qua luôn, qua luôn. Đâu bên đây có hoa hậu nữa hả? Đây hai hoa hậu ngồi đợi bánh xèo luôn. Rồi rồi. Rồi. Chào hoa hậu U70. Dạ dạ. Nè, quay qua cho tao quay hoa hậu cho em của em. Mẹ của nhịn không có bằng mình. Dạ. Rồi, không biết có đang đổ không cho em đi cái chị. Đang đổ chưa hả chị? Hết nhân rồi. Hết nhân luôn hả? Tao qua. Rồi rồi, vậy là trễ rồi hả? Trễ. Không sao đâu, hết liệm rồi đó. Ồ, cái nồi em thấy nó im quá ta. Dính nè, dính gì? Là thành công chưa? Chưa. Chưa thành công hả? Hình như là cái lò nó bị nguội rồi đó. Rồi bây giờ đổ lại nha. Đó, quá êm luôn, quá đều tay luôn. Trong những cái món ăn là cái món bánh xèo là phải nói là rất là đắt nha. Để mà ra bao nhiêu là kể như là hết đó. Quá đông luôn. Thôi, cảm ơn chị nha, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Bye bye mọi người. Bye bye, bye bye. Bye bye. Chạy số 4, chạy số 4. Số 4 bánh xèo. Phải nói là cái khu vực nhà ăn hiện tại là hầu như là muốn quá tải luôn rồi cô chú anh chị ơi, quá đông luôn rồi. Đây là bên cái khu vực đường đi nè. Ồ, có đãi món bánh xèo nữa kìa. Cái món bánh xèo này là đãi ở đâu hả chị gái? Ở phía sau ha. Ôi, quá trời ngon luôn rồi. Món bánh xèo. Hưởng thích cái hương vị làm sao rồi em gái? Ngon không? Ừ.
quá đông luôn rồi. Phải nói là một cái lễ hội rất là đông, bà con đến tham dự. Ở đây có nguyên một cái bàn của mấy em học sinh đó nè. Rồi hello hello mấy em luôn. Rồi giờ này đi học về hả? Trường học mấy em gần đây không? Hello hello. Mấy em học trường nào? Nguyễn Trung Trực. Nguyễn Trung Trực. Là cách đây xa không? Dạ kế bên. Kế bên luôn hả? Đây số. Số hả? Giờ này là tan trường rồi hả mấy em? Dạ, phải không? Dạ tan lâu rồi anh. À. Rồi hello hello, chào mấy em luôn. Đây phía ngoài quá đông luôn. Quá vui luôn rồi. Anh đang YouTube á. Em lớp 1. Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog dạ rồi. Nhớ vô đăng ký cho anh nha. Rồi mấy em ăn chưa? Ăn gì chưa? Ăn rồi hả? Sao ngon không? Ngon không? Bà chỉ luôn ạ. À. Cái món nào ngon nhất với em? Giới thiệu anh ơi. Bánh xèo đó, bánh xèo. Bánh xèo hả? Bánh hạt, bánh hạt đó, quẹt bánh xèo. Em chưa ăn mấy cái rồi? Em chưa ăn cái nào lòng quá không ăn nổi. Ủa chưa ăn cái nào sao nó ngon? Trời ơi. Đó đã có tiếng rồi, ăn có tiếng rồi. Ăn từ năm ngoái có tiếng rồi. À năm ngoái là biết ngon rồi phải không? Đúng vậy. Năm nay là ăn tiếp tục. Tầm quá. Rồi bây giờ hỏi mấy em gái nè. Ngon em gái? Ngon. Ngon. Đúng rồi mấy em gái nè, đúng rồi. Ngon vậy? Ngon, cô mới ăn rồi nè. Ờ, cô này thưởng thức rồi phải không? Cô luôn nghe, hai tô bún nha. Hai tô bún, có bánh xèo không? Còn bánh xèo không? Xèo khen không được. Ờ, vậy là quá ngon, người ta lấy quá đông rồi. Đúng, đúng, đúng. Dạ. Đúng. Rồi, chào tạm biệt mấy em nha. Bye bye. Ờ, khu vực phía xa ở trong cũng còn rất là đông rồi, cô chú anh chị ơi. Tại dẫn đầu tiếng này thôi. Đó. Rồi hiện tại thì phải nói là tôi Tùng Vlog sáng giờ là chưa có ăn uống gì hết trơn á. Cập nhật tình hình cho cô chú anh chị xem. Có lẽ thì cô Tùng Vlog sẽ kết thúc video ở đây nha. Hẹn cô chú anh chị vào clip tiếp theo. Cô Tùng Vlog sẽ cập nhật liên tục những cái tình hình hiện tại của đại lễ. Rồi bye bye và hẹn gặp lại clip sau.